Xuân đã qua, hè đã đến rồi anh em ơi. Anh em nào mà chưa có kim cương để dự trữ cho mùa hè này thì anh em đến ngay shop Quý Mùa chấm cơm để mang, hoặc là nhiều kim cương để mang về nha. Chỉ từ 18k-19k thôi, anh em có cơ hội trúng 20k kim cương để mang về luôn. Còn link mình sẽ để cho phần mô tả bình luận bên dưới để cho anh em vô tham khảo nha. Còn bây giờ cảm ơn em đã đến shop của mình nha. Bye bye anh em. Nè anh em nhìn nè, cái khoảng khách này hôm qua của tôi đó, tôi quảng hồn hết trơn luôn em. Đó này không, quảng hồn hết trơn luôn. Đó, ông xuống rồi này không? Cái gì vậy? Đó, này thấy chưa? Ông làm gì quýnh tôi vậy? Ủa? Ủa trời trời. Tôi mình. Gì vậy? Gì vậy? Mày là anh trước, mày lấy xe, tao trả xe cho mày nè. Ủa làm gì hôm nay anh trả xe em vậy? Lấy của mày cái mày đăng lên trên mạng, mày nói này nói kia, người ta kiếm tao quá trời rồi. Hôm qua em đi bộ về quá trời luôn, giờ anh trả xe em đi. Mày ra trước cửa đi, tao em lên xe trả mày nè. 15 phút nữa tao tới liền. 15 phút nữa anh tới phải không? Rồi. Ok. Trời trời, giờ này là 12 giờ đêm mà anh em không biết có bị gì không nữa anh em ơi. Thôi, bây giờ tôi phải cẩn thận nha anh em. Đó, tôi ra ngoài tôi đợi rồi, tôi cẩn thận mới được. Ok. Ok anh em ơi, thì giờ này ổng điện tôi, ổng nói là ổng trả xe cho tôi anh em. Đó thì cũng hơi có vấn đề, thì tôi cũng không biết có thiệt hay không nữa. Thì tôi có 4 chiếc anh em, mà bây giờ còn có 3 chiếc à. Đó, chiếc Vigo, chiếc Yaris, chiếc Sachi nè anh em. Đó thì bây giờ tôi sẽ ra ngoài tôi đợi ổng nha anh em. Thì anh em nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho tôi, đạt 900 cái sub cho anh em. Tôi gần chút xíu thôi. Ui, ổng ra ngoài ổng đợi kìa anh em ơi. Ổng ra ngoài ổng đợi kìa. Ủa sao hôm nay anh qua nhà em rồi anh trả xe em luôn vậy? Ủa nói em lần cuối. Mày không có được kiếm con hàng quen hàng nữa. Cái gì anh nói lại em từ từ để em mở cửa cái. Để xe em vô nhà đi. Để mở cửa cái. Lần này tao qua tao trả cho mày, mốt mày không được kiếm con hàng nữa. Ủa sao kỳ vậy, sao không được kiếm? Mày trả đi đâu tao cũng gặp được mày à. Ủa sao kỳ vậy anh? Bây giờ em hổm rồi, em cũng hiền mà em đâu có làm gì đâu, bây giờ anh cho em quen đi. Có hiểu gì. Hổm kề mày qua tao ba nhà mày, mày kéo năm sau này mày qua kiếm tao. Ủa hôm qua anh lấy xe em mà em không nói gì hết trơn mà bây giờ. Thì bây giờ anh cho em cơ hội được không? Không có cơ hội mà cho nó một lần cuối cùng là trả. Ủa bé Hằng sao anh? Bé Hằng sao cậy đó, mày không hỏi nó hỏi gì vậy? Thì em hỏi thăm thôi, người yêu em mà. Có hỏi thăm gì hết trơn, người ta nói mày rồi, tao trả xe đâu nè. Lần cuối cùng người ta gặp mày nha, mày không có qua nước thôi nó nha. Ủa sao kỳ vậy anh? Rồi từ đây về sau là em không gặp bé Hằng nữa hả? Sao không qua mày kiếm hả? Ủa sao kỳ vậy? Tao muốn gặp mai tao cho nó qua gặp mày bữa. Qua gặp bữa nữa hả? Tao nói là lần cuối là về cái buồn nó thôi rồi xong. Ủa anh nói gì mà em không buồn kỳ vậy? Ừ cái đó thì biết. Mời bé Hằng làm gì em? Mời qua nói chuyện mày biết à. Mời qua bé Hằng qua nói chuyện hả? Tao cấm là lần cuối cùng tụi mày là cứ yêu đương nó chứ nó mệt lắm. Không có. Hôm qua tự nhiên anh lấy xe em cái em đi bộ về luôn à. Mày nói lấy xe mày chứ mày đăng ở trên mạng mày nói này kia người ta rồi tao kiếm nó quá trời luôn rồi. Người ta kiếm anh hả? Ai kêu anh vô cơ không á anh chi? Hả? Không biết chiếc xe có bị gì không nữa. Tao cấm mày rồi mày làm gì kỳ vậy? Thôi thì bây giờ mời bé Hằng qua đi coi bé Hằng nói làm sao. Ừ. Rồi anh đi về đi, để em dẫn xe vô. Nói mày lần cuối cùng nha. Rồi. Mời vô nói chuyện với nó bữa thôi. Ok anh em ơi, thì ổng mới trả xe tôi xong anh em ơi. Thì ổng nói là ngày mai là bé Hằng qua tôi lần cuối anh em. Thì bé Hằng nói tôi cái gì đó thì bây giờ tôi sẽ ngủ và ngày mai thức dậy đợi bé Hằng qua nói chuyện nha anh em. Đó thì con mắt tôi nó bầm tím luôn này thấy không? Trời ơi khổ vãi nồi luôn. Thì anh em nhớ like vào một đăng ký kênh hộ cho tôi nha. Ok cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì bây giờ đợi thôi nha anh em. Ok anh em ơi, thì bé Hằng kìa anh em. Đó bé Hằng kìa anh em thấy không? Kìa có thêm cái ông kia nó vô nó kìa anh em. Cái gì? Thôi tôi vô tôi mét mẹ tôi mới được anh em ơi. Mẹ mẹ. Cái hằng đó nó vô kìa, của hổm nó cốp xe con nó cho con đi bộ á. Ờ mẹ cầm cây mẹ ra mẹ quýnh nó đi. Ờ bữa nay nó dẫn hăng qua luôn kìa, không biết chuyện gì nữa. Đâu rồi? Nè nè cái hằng này nè. Nè cái hằng này nè bố hổm. Ủa sao tôi qua tôi trả xe nó rồi. Ơ trả xe gì bố hổm? Xe của người ta mà ông lấy không chơi gì mà coi được hả? Trả rồi, trả hồi tối rồi. Ủa ông làm gì ông lấy xe tôi? Rồi tự nhiên ông làm mấy hăng về luôn. Hù gì rồi ông cho tôi đi bộ. Tôi sợ ma ông chết vậy. Đó mẹ nói chuyện với nó ơi. Có rước tuần hai luôn kìa, tao không cho rước tuần hai, rước
hoài à. Ừ. Lớn rồi không có suy nghĩ gì hết trơn á. Nè, từ từ để tôi vô tôi mét nhân rộm cái. Mày chưa ai đây. Ok anh em ơi, đứa cống, đứa cống, đứa cống. Cái hàng đó nó qua kìa bu hổng, tụi mày chơi tụi mày bỏ tao xong rồi nó chặn đường nó lấy xe tao xong chở thằng về tao đi bộ về nó sợ mày ăn chết vậy. Ừ nè nó rồi. Tụi này ra đây ơi. Ra đây lẹ lên. Cái hàng đó nó ra nó vô tới nữa kìa. Ừ. Ừ sao nó cay quả nọ anh em bu hổng tụi mày chơi tụi mày bỏ tao về trước xong rồi nó ấy. Trả rồi mà bữa nay nó dẫn thằng qua làm gì nữa kìa. Ê mà lần này có mẹ tao á, đừng sợ, lần này có mẹ tao là ok luôn đó. Thì bây giờ tôi sẽ ấy nha anh em. Ok đâu rồi, làm gì qua đây hoài vậy nè? Hồi nãy giờ mẹ nói chuyện gì mẹ? Hồi nãy giờ mẹ nói gì rồi? Hồi nãy giờ nó còn ngoan cố. Ngoan cố gì? Nó làm gì vậy hả? Nó làm có cho quen nữa. Ủa sao cho tao quen? Nói gì á thì mở ngang đi, qua đi hoài vậy. Đường mẹ 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 cái hàng này nè bố hổm á là nó đem đồ vô rồi nó xịt bình xịt hơi cay vô chỗ này. Nó vô xịt, nó vô nhà của người ta rồi nó không đó, nó không xin phép vô nhà của người ta luôn đó. Rồi bố hổm lấy xe con rồi nó lấy xe của mày là giỡn mày thôi cho mày đi bộ về chơi thôi. Ủa rồi xe của tôi ông làm như xe của ông vậy? Giỡn ông đi bộ vậy không? Ông biết cái ông biết cảm giác mà đi bộ không? Rồi hôm nay ông làm gì hăng nó buồn như vậy? Đầu tiên là tao cấm không cho mày cướp, mày cướp hoài thì tao cho mày biết ngoài học đó. Vì các cha tao nhỏ lắm không cho nhỏ hoài nó buồn. Đó là buồn nhưng mà tao được. Tao hỏi thì biết. Làm gì hăng nó buồn vậy hả? Sao ông lớn mà sao ông kỳ vậy? Sao kỳ mày hỏi đi, giờ nó quen quen mày hỏi đi tao không biết nữa. Sao hăng? Mấy tiếng một lần. Sao buồn vậy? Sao kỳ vậy? Sao nói chuyện như bị ép buộc cho mẹ mẹ nói giùm con cái ơi. Ủa bây giờ em có ấy không? Có bị ép gì không? Có bị ép gì không? Không, tự nói. Tự nói sao mặt em buồn vậy? Là ông này ông ép nè tôi ơi. Người ta tự nói chuyện ra thì mày tự hiểu đi chứ mày nói ép gì đây? Ông làm cái ông rồi nó thấy trong mày ổn chứ. Tại sao nó đâu lại gì vậy? Thì hổm ngày ông chửi nó quá trời, tôi ông chửi tôi thì ông em ép. Giờ cho đừng phiền tới quý nữa nó đi quen. Chị hiểu rồi, đừng quen nữa. Ủa sao ông ngoan cố vậy? Ủa không ngoan cố gì? Tự nhiên tụi tôi đang yên đang lành có cái mặt ông nó lên nè. Đã tao cấm, tao nói tiếng một rồi, mày quen mà mày cho mày. Bây giờ nè mẹ, mẹ nói giùm con cái, mẹ lợi mẹ thân, mẹ nói giùm con cái ai. Tao nói không có nói gì nữa chứ. Tao có ép con gì không? Thôi giờ ai ở ông đi, kệ ông đi. Ừ bây giờ ông đi về đi. Ông đi về đi. Tao về nó phải theo tao á. Tự nhiên về ông không về. Ừ. Đó hả? Ông ép buộc người ta rồi. Ừ. Nó chính miệng nó nói rồi. Mấy bài đồng nó có xử thôi bộ. Nó cản thì kệ chứ. Ờ bây giờ không, bây giờ ông đi về đi cho ông hắn bên nhà tôi. Nó khó xử đó. Bây giờ ông cút ra khỏi nhà tôi. Ông cút về đây nha. Ông đi ra khỏi nhà tôi đi. Mẹ. Bây giờ mẹ nói con ơi, hắn sao vậy? Sao em bỏ cuộc nhanh vậy? Làm gì phiền, có đâu phiền. Bây giờ ổng nói gì kệ ổng đi. Mày đang ép buồn ta. Bây giờ nó cũng cách đi. Người ta nói rồi ép buồn ta. Ủa nhưng mà chính miệng nói người ta phải vui với vẻ chứ. Ông là ông làm mặt của người ta kệ người ta buồn chết vậy. Ông về ông mặt. Lúc mà ở bên quý nó vui không chết vậy. Lúc vừa về bên ông cái mặt vậy không á. Quyết định rồi thì nó nói là gì mày cho nó về đi chứ mày cũng không có được gì hết chứ. Mày ép làm chi, phải buồn ép làm chi. Ép cái gì bây giờ ông hỏi nè, bây giờ em hỏi em có còn yêu anh không? Hồi tối còn đi chơi vui vẻ. Ừ. Hôm nay thì tại sao thay đổi? Bây giờ cũng cách ly nhà ông mở nhà nó ở đây nó ở đi. Ừ. Cho nó đây cách ly. Bây giờ ông đi về nhà ở trên vị của ông đi, ông xuống đây làm gì? Ủa tao đó cũng gần cái bên nhà mà. Kế bên nhà gì mà kế bên nhà? Bây giờ ha. Bây giờ em mới còn quen, muốn quen không? Ủa sao chia tay? Nói gì đủ hiểu rồi. Sao tao nói một tiếng một nghe mày. Sao ông chim chim miệng như hoài vậy? Nói một tiếng một rồi mày giỡn cái tao hay vậy? Làm gì nạt? Làm gì nạt nổi? Ừ làm gì nạt nổi vậy? Bây giờ mẹ bây giờ mẹ nói với Hân đàng hoàng đây. Nè. Ủa hai tối đi chơi vui vẻ bình thường à. Ông nè, ông về à. Ông cởi khẩu trang ra. Ông về ông ép buộc con người ta hay gì nè. Ông lớn mà sao ông kỳ cục cái gì? Về chắc cha tắng dữ lắm à. Từ từ tụi mày hiểu đi chứ nói gì. Đã nó tính miệng nói là gì rồi mà cứ ép hổ hoài vậy. Bây giờ nè, bây giờ ông hỏi nó một tiếng ông lại gần ơi. Ông nói ông lại gần ông nói một tiếng nữa thôi tôi không đụng tới nữa đó. Nói tiếng gì?
nó tới hỏi con Hân nó còn quen tôi không, con Hân quen nó nữa không, quen nó không đó, đi mày cũng hiểu rồi, mày tha cho người ta, cho tao đi về đi. Vậy thôi đi về nè, mày né nó ra đi nha. Rồi người ta nói rồi, người ta nói rồi mà cứ kiếm hoài làm gì nay hả, buồn hiu vậy trời. Ông này ông ép buộc con người ta nè, ép buộc gì nữa ta, chính miệng ta nói gì rồi. Thôi bỏ đi mẹ ơi. Sao vậy? Buồn quá, vô phòng của con à. Thì tôi chỉ biết quay clip cho anh em coi vậy thôi. Thì nữa mà không còn gặp bé Hân nữa trên video của tôi nữa thì tôi mong anh em còn ủng hộ cho tôi nha. Đó thì tôi chỉ biết quay clip cho anh em xem vậy thôi, chứ tôi không làm được gì cho anh em. Mà chính miệng bé Hân nói là bé Hân chia tay, tôi nghi là bé Hân bị ép buộc anh em. Đó thôi, thì clip của mình đến đây là kết thúc cho anh em. Đó thì tôi chỉ biết là tôi quay cho anh em coi vậy thôi. Đó thì anh em thấy hay anh em nhớ xin một like, được đăng ký kênh hỏi cho tôi nha. Thì bây giờ tôi buồn quá anh em ơi.